Những thông tin liên quan tới phiên tòa xét xử trị đại Võ Thùy Linh cùng 15 đồng phạm trong vụ truy sát giang hồ quân gia lộ vẫn khiến dư luận hết sức quan tâm. Tại phiên làm việc vào ngày 22 tháng 3, bị cáo Linh tỏ ra hết sức mệt mỏi, khiến cho phiên tòa buổi sáng phải tạm dừng sớm hơn dự kiến. Mặc dù khẳng định không liên quan tới việc sát hại quân xa lộ, thế nhưng bị cáo Linh cùng các đồng phạm vẫn chấp nhận bồi thường cho gia đình bị hại là 1,2 tỷ đồng. Lý do bị cáo Linh đưa ra là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Chiều ngày 22 tháng 3, phiên tòa xét xử Võ Thùy Linh và 15 đồng phạm về tội giết người và che giấu tội phạm tiếp tục được diễn ra. Nữ bị cáo 32 tuổi Võ Thùy Linh bị cáo buộc là chủ mưu vụ án. Sau khi đứng ra ra xếp mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà 100 tỷ đồng trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, Trước đó, chủ căn nhà này đã đăng hình ảnh thông tin người mua là Lê Thị Tuyết, bạn Linh lên Facebook Zalo và cho là lừa đảo. Linh gọi Lý Văn Tư và đồng phạm đến truy sát ông Mai Văn Quân, bệnh vực chủ nhà tử vong. Tại tòa, bị cáo Linh một mực phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát. Linh cho rằng mình không liên quan tới việc ông Mai Văn Quân tức quân xa lộ tử vong. Bởi lẽ hôm xảy ra sự việc, bị cáo uống rất nhiều rượu, 8-9 chai, rồi say, không biết sự việc gì xảy ra. Tại phiên làm việc buổi sáng, hội đồng xét xử phải tạm dừng sớm hơn dự kiến do sức khỏe bị cáo Võ Thùy Linh không đảm bảo. Tới buổi chiều, do sức khỏe yếu, Linh được ngồi để trả lời các câu hỏi của tòa. Một lát sau, nữ bị cáo tỏ ra mệt mỏi. Phiên tòa tạm dừng để các bác sĩ dìu Linh ra khỏi phòng xử. Có mặt tại tòa, đại diện gia đình bị hại đề nghị tòa xử các bị cáo đúng người đúng tội, đúng pháp luật về dân sự, người đại diện yêu cầu tòa buộc các bị cáo có nghĩa vụ bồi thường số tiền hơn 1,2 tỷ, mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng. Mặc dù kêu oan không liên quan tới việc quân xa lộ bị sát hại, nhưng khi được đưa trở lại phòng xử, sau khi được chăm sóc, thì bị cáo Linh đồng ý liên đới cùng các bị cáo khác bồi thường cho bị hại số tiền 1,2 tỷ. Bị cáo Linh lý giải, với tình người với nhau thì bị cáo cũng đồng ý bồi thường, Quan luật sư mẹ bị hại đang bị bệnh rất nặng nên bị cáo đồng ý theo yêu cầu. Ngày 23 tháng 3, đại diện viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo. Đáng chú ý, viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ xác định võ thủy linh là chủ mưu vụ xa đại giang hồ quân xa lộ nên đề nghị tòa phạt tù trung thân. Sau hai ngày xét xử, bị cáo linh cuối cùng thừa nhận liên đới với các bị cáo khác để bồi thường cho gia đình bị hại 1,2 tỷ đồng với lý do vì tình người. Liệu rằng tình người của Võ Thủy Linh có được hội đồng xét xử giảm nhẹ tội án, chúng ta cùng chờ đợi diễn biến và kết quả mới nhất khi phiên tòa dự kiến kết thúc ngày 28 tháng 3.